Xin chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Có thể thấy là cho đến thời điểm hiện tại đã bước qua năm thứ 3 và Apple thì vẫn đang trung thành với cụm camera kép trên những chiếc iPhone của họ mà không có nhiều sự cải tiến về thông số kỹ thuật phần cứng. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm thay đổi khi mà Tá Khuyết đang dần nhận ra sức ép gay gắt đến từ chính các đối thủ của mình, và sự thay đổi của iPhone 2019 sẽ rất dễ để được nhận ra. Khi mà các thông tin mới nhất dẫn nguồn tin cậy cho biết là Tá Khuyết sẽ sớm đưa ra thêm một ống kính thứ 3 lên iPhone năm nay. Về cơ bản, nếu thông tin trên là đúng sự thật thì năm nay sẽ là năm đầu tiên chứng kiến iPhone được tích hợp cụm camera 3 ống kính, và có thể nói là khá bằng bạn bằng bè so với mặt bằng chung điện thoại cao cấp hiện nay, bởi Samsung cũng sẽ tích hợp camera 3 ống kính lên Galaxy S10, Huawei P30 thì cũng sẽ vẫn giữ nguyên cụm camera 3 ống kính từ Mate 20, hay là Sony cũng sẽ có camera 3 ống kính với Xperia XZ4 v.v. Tất cả đều tạo nên một thế cạnh tranh khá là cân bằng cho Apple. Nhưng nói thế không phải là tất cả thế hệ iPhone năm nay sẽ có 3 ống kính. Nguồn tin dẫn từ Wall Street Journal cho biết là iPhone 2019 của Apple vẫn sẽ có 3 phiên bản khác nhau, bao gồm 2 phiên bản màn hình OLED và 1 phiên bản LCD. Và chiếc iPhone với màn hình OLED lớn nhất, tức là kích thước là 6.5 inch, sẽ kế nhiệm cho iPhone 10S Max sẽ có cụm camera 3 ống kính. Còn chiếc iPhone với màn hình OLED còn lại, tức là kích thước 5.8 inch, vẫn sẽ kế nhiệm cho chiếc iPhone 10S lẫn chiếc iPhone của màn hình LCD 6.1 inch, tức là vẫn kế nhiệm cho iPhone 10R, vẫn sẽ được tích hợp cụm camera kép với các thông số tương tự như là iPhone 10S vào năm ngoái. Về tiềm năng của cụm camera 3 ống kính trên thế hệ iPhone năm nay thì như đã nói ở trên, nó sẽ chỉ dành cho phiên bản iPhone lớn nhất, đắt nhất. Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến việc iPhone to nhất luôn được ưu ái về công nghệ, bởi điều này đã có tiền lệ từ thời iPhone 7 Plus, tức là chiếc iPhone camera kép đầu tiên, và giờ điều đó sẽ lặp lại khi mà thế hệ iPhone 2019 được ra mắt. Bên cạnh đó thì lý do chính khiến cho chiếc iPhone có màn hình lớn nhất được ưu ái còn là về vấn đề doanh số, khi mà báo cáo mới nhất đã làm rõ là iPhone 10S Max đang chính là chiếc iPhone bán chạy nhất, vượt qua cả iPhone 10R và cả iPhone 10S. Do đó, hiển nhiên là Tá Khuyết sẽ cần tận dụng ưu thế này để làm bàn đạp về tâm lý, giúp cho người dùng Apple có được nhiều lý do hơn để sở hữu chiếc iPhone cao cấp nhất, đắt nhất, thay vì chỉ là yếu tố về kích thước màn hình và thời lượng pin như là hiện nay. Về thông số kỹ thuật của cụm camera 3 ống kính trên iPhone 2019 thì các báo cáo đã chỉ ra rằng rất có thể là Tá Khuyết sẽ kết hợp với dự án thực tế tăng cường của họ. Hiện tại thì kho nội dung của bộ công cụ ERAKit đã được đánh giá là có chất lượng cao nhất trong thế giới di động hiện nay khi xét về công nghệ thực tế tăng cường ERA. Và để làm được điều đó thì các thông tin từ Sony gần đây cũng đã tiết lộ về việc là Tá Khuyết đang cân nhắc sử dụng cảm biến đo chiều sâu 3D TOF của công ty Nhật Bản để thử nghiệm vào phiên bản iPhone kế nhiệm. Rõ ràng thì Apple sẽ có hai phương pháp để ứng dụng TOF. Một đó là áp dụng vào cảm biến này vào hệ thống camera TrueDepth ở mặt trước, nhằm giúp loại bỏ các cảm biến phức tạp nhưng mà vẫn đảm bảo được hiệu năng và tốc độ nhận diện nhanh chóng. Và cách còn lại đó chính là tích hợp làm một camera thứ ba trong cụm camera chính của máy ở mặt lưng, tức là khá tương tự như là chiếc Oppo R17 Pro gần đây. Nhưng mà vấn đề là dường như Oppo chỉ tích hợp ống kính TOF vào làm cảnh và chẳng ứng dụng được gì. Nhưng mà với Apple thì khác, họ chính là công ty mạnh nhất về AI trên di động hiện nay, nên là TOF trên iPhone mới nhất chắc chắn sẽ có rất nhiều đất diễn. Nói tóm lại là thế hệ iPhone 2019 chắc chắn sẽ là một thế hệ iPhone thực sự có được bước nhảy vọt về công nghệ camera, nhất là khi Apple đã chịu đi theo số đông khi mà cụm camera của họ đã trở nên sôi thịt hơn về thông số phần cứng. Nhưng mà để có được điều đó thì chắc chắn là Tá Khuyết sẽ phải làm việc nhiều hơn với phần mềm để biến cụm camera của họ trở thành một công cụ thực sự đỉnh cao về mọi mặt. Và biết đâu điều này sẽ mở ra một cơ hội mới và định nghĩa lại cụm camera 3 ống kính trên điện thoại thực sự phải như thế nào thì sao? Hãy cùng chờ xem nhé. Và vừa rồi là những quan điểm của Tới Mắt về thế hệ iPhone mới có 3 ống kính. Còn các bạn khán giả của Tới Mắt cảm thấy sao về vấn đề này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này nhé. Và nếu các bạn cảm thấy chủ đề này thú vị thì hãy chia sẻ cũng như là đăng ký kênh Tới Mắt để theo dõi những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Tới Mắt.